em mình sẽ đi vào hồ nhá. Hồ đang người ta do người ta xịt nước lên đang rất là ướt anh em nhá. Không có. Rồi, mùa tại vì mùa dịch nên rất là vắng anh em nhá. Ông muốn đi hết rồi mình vẫn còn đứng đây. Em đi chơi hay đâu ấy? Em đi chơi. Chơi mình à? Vâng. Ngày trước tôi em chạy cũng chạy xe ôm trên đây. À. Em nghỉ lâu rồi. Đi chơi thì có mình. Lúc nãy có lòng em nhưng mà nó chạy đi rồi, thế nên là nó chạy rồi. Thì em lại lóc cóc lên đây ngồi phóng mát lúc vừa về. Mai ngủ mai đi làm. Không biết bọn nó còn đua xe đây nhỉ? Đã. Không biết bọn nó còn đua xe ở đây không nhỉ? Bây giờ không đua đâu, ngày xưa đua thôi, bây giờ đua đi. Bây giờ may ra đua chỗ khác đúng không? May ra có một hai đoàn. Bây giờ sự làm rất là. Ngày xưa em cũng đua điếc chứ. Nhưng mà quay chung là quay chung một thời gian rồi trẻ con rồi thấy mẹ đua trái với lịch sử này. Nhiều thằng ngu nhá, kiểu là từ tỉnh lên ấy, Bắc Ninh, Bắc Niếc lên, bao nhiêu vụ rồi đi đua xong rồi lên đây đứng. Rồi sự nó bắt ngay, sự nó nhòm nó đứng đầu chỗ ấy kìa, đầu đường của ấy kìa. Nó báo thằng nào đua biết ngay đúng không? Không đua xong không trốn đi. Bao nhiêu vụ rồi. Ngày trước em cũng nghịch nghịch đua. Em đua là có đội chứ. Còn trẻ con còn thủ mấy ông Grab đua, mấy ông Grab đua một vài bóng hồ về đây đứng mình thì không bao giờ đứng đây. Đã đi đua đã vỉa hồ không bao giờ đứng đây. Đứng đây là sự có bắt ngay. Thế có đội à? Dạ. Có đội đua riêng à? Hay hẹn nhau ở đâu? Ngày xưa thì em thật sự anh hồi đấy em đi con quay ấy. Chỉ cần đi quay bố móc rồi đi dọc phố Huế bên đây nóc hầm thôi là tự có đoàn. Để gia nhập luôn ấy. Chúng nó đi theo luôn. Đại đủ thêm mấy ông anh biết bốc đầu nữa thì thôi rồi. Chúng nó đi theo cả đàn vài trăm xe. Bây giờ không đua. Bây giờ chúng nó đua cũng ngu lắm. Ngày xưa chúng nó đua vỉa viếc vỉa chuẩn cơ. Bây giờ chúng nó đua vỉa là phải vào phanh rồi lê đít này kia. Vỉa đàn vỉa đồng này đồng nhau. Ngày xưa vỉa đàn vỉa đầu cơ động này. Đàn chạy sự anh em với nhau đàn kiểu chơi với nhau ấy, đua điếc ấy, hay là kể cả không chơi với nhau nhưng đi đua thì vẫn kiểu giúp đỡ nhau này kia, vỉa sự, vỉa cơ động này kia. Bây giờ đua thì ít dích thì nhiều, kiểu sự ấy, nó bắt, kiểu nó cho tiền mấy bọn trẻ con ấy, rồi để mấy thằng trẻ con nó bắt bộ mấy thằng đua ấy. À, rủ nhau đấy là phím ấy đúng không? Nội gián đấy gì? Bọn trẻ con lại sướng, vừa được đua này, vừa được tiền này. À. Ngày xưa em nghe nói vụ của tầm năm ngoái ra hay năm xưa đấy sự cho mấy đứa trẻ con ở dưới
tới dưới Thanh Xuân một van sẽ quay luôn để cho rồi. Đây các bạn sướng. Chặt công như là em nghe mấy con em nói vậy. Bây giờ thì ai vua cũng chẳng còn. Có số, đúng thật, số chết có số thật. Chúng nó cứ bảo là vua chết người này kia. Thằng nào đen thì ngã nhá chết ngay, thằng nào đỏ nhá. Có nhiều vụ nha, ngày trước em đi vua nhiều vụ nhá. Ngã mà người bay vào cái gốc cây luôn. Người nhảy lên gốc cây luôn, rơi xuống vẫn chạy bình thường. Vẫn dựng xe lên chạy luôn. Ngày trước em quay được cái quả video ở đây, ngày trước chạy xe ôm quay, em đứng đầu kia quay được cái quả video đây, nó xe một nét dài từ dọc này luôn. Thôi chắc là lượn rồi. Anh bây giờ anh về Đặng Văn Ngữ ấy. Đặng Văn Ngữ á? Anh biết Đặng Văn Ngữ không? Chỗ Hồ Đắc Di ấy. À thế à? Em thề với anh mà chạy Grab ở chỗ đấy lúc nào cũng nổ. Tại vì giờ này là bắt đầu giờ nhậu về. Chỗ đấy là chưa quán nhậu lúc nào cũng đông. Này bây giờ người ta dịch, người ta cấm ấy. Mà người ta chắc chưa về. Anh đi nhá. Ôi trời ơi, nay được có hai cuốc thôi anh em ạ. Đây 60k đây các bố ông này. 11 giờ rồi. Càng ngày càng ế ẩm thế này. Trời ơi, khả năng là về thôi anh em ạ. Tôi dừng video đây được không ạ? Mấy hôm nay về muộn quá. Anh em thấy hay có thể cho tôi một like, một đăng ký kênh. Và cũng như là có ý kiến gì để có thể giúp tôi phát triển kênh, hoặc là tôi phải thay đổi gì thì có thể comment ở bên dưới nhá. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các bạn ở những video tới. Xin chào. We'll be right back.